Người đàn ông bạo lực này được cả Hồng Kông gọi là anh hùng. Anh ta thực thi công lý và trừng phạt những người có tội. Vào thời điểm đó, hệ thống pháp luật của Hồng Kông vẫn chưa hoàn chỉnh. Những người phạm tội này đã thoát khỏi sự trừng phạt của tòa án, bằng cách khai thác những sơ hở của pháp luật. Lúc này, người được gọi là Dạ Xoa đã xuất hiện để đòi lại công lý. Gần đây, tin tức truyền ra rằng một ông chủ của trung tâm mua sắm bị tình nghi thường xuyên xâm phạm trẻ vị thành niên. Nhưng ông ta đã lợi dụng sự giàu có và quyền lực của mình để thoát tội. Và ngay lập tức hắn lọt vào tầm ngắm của Dạ Xoa và bắt đầu hành động. Ông chủ đó đến quán bar để ăn mừng việc hắn ta được tha bổng, nhưng hắn ta không biết rằng Dạ Xoa đã đến ngay trước mặt. Dạ Xoa nhanh chóng hạ gục mấy tên đàn em và bắt cóc tên chủ biến thái. Anh ta dùng băng dính quấn tai nghe quanh đầu để hắn nghe kinh Phật trong 5 ngày. Vài ngày sau, Dạ Xoa ném bao tải vào trước cửa đồn cảnh sát, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của hắn, thì biết hắn đã phải chịu đựng kiểu tra tấn kinh khủng đến như thế nào. Lúc này sếp Trần càng sốc hơn sau khi kiểm tra vết thương. Thì ra ông ta bị tra tấn bằng cách nhét ấy vào hậu môn, để trả thù cho những đứa trẻ bị ông ta xâm phạm. Cách thức phạm tội này khiến cảnh sát Trần cảm thấy rất quen thuộc, rồi nhìn thấy hình xăm trên tay hắn ta, hóa ra đây là tội ác thứ tư của Dạ Xoa đã điểm chỉ. Để cho tội phạm sẽ luôn ghi nhớ điều đó. Vài ngày sau, Dạ Xoa đã để mắt đến mục tiêu mới. Người đàn ông da đen đã giết nhiều người vì muốn chiếm dụng đất đai, nhưng được trắng án do thiếu bằng chứng. Vào đêm được thả, anh ta đang uống rượu và ăn mừng. Bỗng một cánh tay đặt lên vai, ngước lên nhìn thì ra là Dạ Xoa. Anh ta phải chống lại vài tên đàn em, nhưng mấy tên tách diêu này không phải là đối thủ của Dạ Xoa và dễ dàng bị xử lý. Dạ Xoa đưa tên da đen đến phòng tra tấn bên dưới lòng đất và trói hắn vào chiếc ghế. Anh ta vẫn nhét tai nghe vào tai và quấn băng keo lại, từ từ tra tấn. Những tội ác liên tiếp do Dạ Xoa gây ra đã khiến lãnh đạo đồn cảnh sát đau đầu. Nên họ đã gọi sĩ quan Trần và chú cảnh sát Kỳ Cựu Lương đến, để yêu cầu họ cùng nhau điều tra vụ án này. Ban đầu chú Lương từ chối vì già cả, nhưng sĩ quan Trần không với miệng lưỡi khoé léo và khoe rằng chú Lương từng là một trong 3 anh hùng phá án của đồn cảnh sát xưa kia. Khiến cho chú Lương không thể từ chối được nữa. Họ bắt đầu đi lấy lời khai của những kẻ bị Dạ Xoa tra tấn. Vừa bước vào thì đã thấy đại ca Bi khóc nức nở, không ngờ Dạ Xoa đã khiến cho đường đường một tên trùm băng đảng cũng phải rơi lệ. Tiếp theo, sĩ quan Trần và chú Lương chia ra để gặp những nạn nhân khác. Ở phòng bên cạnh, có một tên côn đồ đã đẩy nạn nhân xuống sườn đồi đến chết trong một vụ cướp, nên bị Dạ Xoa bắt. Anh ta nói rằng bị nghe âm thanh rất giống kinh Phật, sau một hồi hỏi cung thì cũng không có manh mối hữu ích nào. Còn Dạ Xoa đã trở thành biểu tượng anh hùng và tiêu diệt cái ác, đồng thời chuyên chiến đấu với kẻ xấu. Anh ta được mọi người gọi là thẩm phán Dạ Xoa. Sau mỗi lần phạm tội, anh ta ném người vào trước đồn cảnh sát như để thách thức. Hành vi kiêu ngạo như vậy khiến cảnh sát Trần nghi ngờ rằng, có thể anh ta có đồng bọn làm trong đồn cảnh sát. Hành vi bao che của chú Lương càng khiến cho sếp Trần càng nghi ngờ. Anh đợi đến khi chú Lương ngủ trưa, thì tranh thủ đến nhà ông ấy để điều tra. Anh nhanh chóng phát hiện ra một bức tường đầy dấu vết của dán hình ảnh, nhưng những bức ảnh đã bị lột sạch, có vẻ như đang cố che giấu bí mật nào đó. Tiếp theo, xa xa là con gái chú Lương đến nói chuyện với sếp Trần. Vì cô rất ngưỡng mộ sếp Trần, nên trả lời rất nhiệt tình và còn cho anh ta xem những bức ảnh cũ, trên bức tường đó. Thì ra là bức ảnh chú Lương chụp cùng 2 đồng nghiệp giỏi giang năm ấy. Một người bị hy sinh còn một người phải đi tù. Sếp Trần bí mật đem tấm hình về nhà, nhưng dù vậy, manh mối trong tay anh cũng rất hạn chế. Cuối cùng, cơ hội cũng xuất hiện. Tin tức cho biết, Hàn Sương, kẻ cướp ngân hàng 2 năm trước khiến một cảnh sát chết và một người bị thương. Sắp được phóng thích vào ngày mai. Cảnh sát Trần đoán rằng nếu Dạ Xoa biết chuyện này, anh ta thế nào cũng ra tay. Tiếp theo, sếp Trần sắp xếp cho cảnh sát theo dõi Hàn Sương 24/7, chỉ đợi Dạ Xoa xuất hiện, nhưng mục tiêu anh ta đặt ra trong 3 ngày liền vẫn không xuất hiện, chú Lương mệt mỏi và phàn nàn. Ông cho rằng Dạ Xoa không làm hại người vô tội, thì tại sao lại lãng phí cảnh sát đi bắt hắn ta làm gì, lại còn bảo vệ cho một tên cướp ngân hàng. Sau đó, chú Lương xuống xe dẫn mấy tên cảnh sát đi ăn vặt lúc nửa đêm. Cảnh sát Trần tuy có chút bất lực nhưng cũng không ngăn cản. Lúc này, trong kính chiếu hậu hiện lên một bóng một người khả nghi. Cảnh sát Trần liên lạc với chú Lương tới hỗ trợ, nhưng bị ông ta phớt lờ. Thậm chí còn ngăn cản các cảnh sát khác, nói rằng Hàn Sương không phải là người tốt và cứ để Dạ Xoa giết anh ta. Bây giờ sĩ quan Trần chỉ có thể một mình truy lùng Dạ Xoa. Anh ta đến phòng sáng và cẩn thận tìm kiếm từng ngóc ngách. Anh ta tìm thấy Hàn Sương liền dựa vào mình, sĩ quan Trần phớt lờ anh ta. Khi lên sân thượng và bất ngờ bị Dạ Xoa từ trên trời nhảy xuống, đè sĩ quan Trần xuống đất và làm văng khẩu súng ra xa. Cảnh sát Trần chỉ có thể dùng cả tay không chống trả. Anh ta muốn đánh rơi mặt nạ của đối phương, nhưng không ngờ Dạ Xoa lại cao tay hơn, sau đó đá anh ta ra khỏi sân thượng. Vì sĩ quan Trần chưa bao giờ làm điều gì xấu xa nên Dạ Xoa không nổ súng, mà quay đầu rời đi. Sau đó sếp Trần rất bực mình.
anh ta quay lại tìm chú Lương để tính sổ. Còn nghi ngờ chú Lương là đồng phạm của Dạ Xoa. Khi quay trở lại đồn cảnh sát, sĩ quan Trần đã lấy lại thông tin của A Lạc, đồng nghiệp năm xưa của chú Lương, và cho thấy rằng, anh ta đã bị kết án vì tội ngộ sát một nghi phạm 3 năm trước. Mà chú Lương từng là người nâng đỡ của A Lạc và là nhân chứng cho vụ ngộ sát. Sau đó A Lạc biến mất khỏi thế giới, đồng thời Dạ Xoa cũng xuất hiện trong thời gian này. Dưới áp lực của sĩ quan Trần, chú Lương vì để chứng minh mình vô tội, nên đã kể lại tất cả những gì mình biết. Rằng năm xưa ba người họ hành động truy bắt bọn cướp, những vì có quá nhiều người nên họ chia nhau ra để hành động. Tuy nhiên, trong quá trình đó, A Lạc không thể nhìn rõ vì bị tấm kính che. Nên anh đã nổ súng và vô tình giết chết đồng đội của mình. Sau đó, kẻ buôn ma túy bước ra khỏi góc khuất. A Lạc đã đổ lỗi mọi chuyện cho kẻ buôn ma túy. Chú Lương lao tới, A Lạc không dám trả lời, việc duy nhất anh có thể làm là giết chết tên buôn ma túy và trả thù cho cái chết của đồng đội. Sau khi nghe câu chuyện này, sĩ quan Trần cuối cùng cũng tin rằng chú Lương không phải là gián điệp của Dạ Xoa. Sếp Trần đi theo chú Lương đến nơi A Lạc từng làm việc để hỏi thăm tình hình. Anh không ngờ lại gặp A Lạc ở đây, ba người cùng ra quán nhưng không ai nói gì. Chính sĩ quan Trần là người phá vỡ bầu không khí im lặng để thăm dò A Lạc, có phải Dạ Xoa? A Lạc im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời. Có rất nhiều Dạ Xoa ngoài kia đang chờ anh bắt đó. Chú Lương không ngờ A Lạc lại trả lời như vậy. Sếp Trần bây giờ chắc chắn rằng A Lạc là Dạ Xoa, nhưng muốn bắt anh ta thì có bằng chứng. Tiếp theo, A Lạc đã châm lửa đốt cháy nhà mình, sau đó gọi điện cho sếp Trần đến tuyên chiến. Chính vì lần trước Dạ Xoa muốn bắt Hàn Sương để trừng phạt, nhưng vì sĩ quan Trần cho người bảo vệ nên Dạ Xoa rất tức giận, và quyết định chuyển bản án thành tử hình. Sĩ quan Trần lập tức chuyển Hàn Sương về khách sạn và cho người bảo vệ 24/24, bỗng có một người thầy tu đi vào. Nhìn thấy cảnh này, sĩ quan Trần chợt nhớ ra những người bị Dạ Xoa trừng phạt trước đó đã đề cập việc họ được nghe kinh Phật. Cho nên anh ta nghi ngờ vị hòa thượng này là Dạ Xoa cải trang, vội bảo chú Lương chạy lên lầu, thì thấy viên cảnh sát phụ trách canh gác đã bị hạ, Hàn Sương trong phòng cũng đã mất mạng, có vẻ như sĩ quan Trần đã đoán đúng. Sĩ quan Trần ngay lập tức đuổi theo ra bên ngoài, anh ta nổi bật giữa đám đông sau khi sĩ quan Trần khóa mục tiêu, anh bắn phát súng trúng vai A Lạc và chĩa súng vào anh ấy. Tuy nhiên A Lạc chỉ nhìn rồi vẫn muốn rời đi. Sếp Trần rút còng tay ra chuẩn bị bắt anh ta, thì đúng lúc này bị một viên gạch đánh bất tỉnh. Thì ra chú Lương không đành lòng nhìn A Lạc bị bắt, có nguy cơ bị tử hình. Tại sao A Lạc lại không bỏ trốn? Hóa ra A Lạc đã không muốn vào tù nữa. Thì ra sau khi A Lạc bị giam, giống như anh ta đã vào địa ngục, bọn tội phạm ở đó biết anh ta là cảnh sát và đã tra tấn A Lạc cho đến sống dở chết dở. Tính khí của anh ta vì thế cũng thay đổi, vì vậy sau khi ra tù, anh ta đã biến thành thẩm phán Dạ Xoa để đối phó với những con người chết tiệt đó. Anh cho rằng mình không làm gì sai, nhưng để không liên lụy đến chú Lương, anh hứa sẽ tạm thời rời Hong Kong và đợi chú Lương nghỉ hưu rồi mới quay lại. Nhưng khi chú Lương quay trở về, sếp Trần đã tố cáo ông ấy, chú Lương chấp nhận hết tội lỗi, chỉ yêu cầu cảnh sát Trần tha cho A Lạc. Sĩ quan Trần đã vị tha và đồng ý với yêu cầu của ông ấy. Anh ta trực tiếp giao ông ta cho phòng điều tra nội bộ và tiết lộ với giới truyền thông, A Lạc bên này đã xuống thuyền và định bỏ trốn. Nhưng khi nghe tin trên đài, anh ta đổi ý nên xuống thuyền và gọi cho sĩ quan Trần. Bởi A Lạc biết rất rõ cảnh sát sẽ phải đối mặt với điều gì, sau khi bị bắt giam. Vào ngày xét xử, A Lạc lao xe ra chặn giữa đường, tiếp theo bắn chết tên tài xế và mở cửa cứu chú Lương, nhưng người đàn ông trong xe thực chất là sĩ quan Trần. A Lạc vội vã bỏ chạy, còn sếp Trần thì đuổi theo phía sau. Họ cướp xe riêng của người đi đường và rượt đuổi nhau trên phố, hai chiếc xe so kè và liên tục va chạm. Đúng lúc mỗi chiếc xe đang cố ép chiếc kia dừng lại, thì một chiếc xe bất ngờ lao ra từ phía trước. A Lạc không kịp né nên tông thẳng vào. Chiếc xe lộn vòng rồi phát nổ một tiếng, nhưng A Lạc đã kịp thoát ra ngoài. Còn đánh bại sĩ quan Trần và cầm súng chỉ vào anh ta. Lúc này, chú Lương đã lao tới và chen giữa ngăn cản A Lạc chĩa súng vào sĩ quan Trần. Ngay sau đó, một lượng lớn cảnh sát đã chạy đến hiện trường và bao vây A Lạc. Tiếp theo, A Lạc bắt sĩ quan Trần làm con tin. Anh ta có thể bắt con tin và trốn thoát. Tuy nhiên, A Lạc vẫn tuân thủ các nguyên tắc của mình, đó là không giết người vô tội. Anh chút hết đạn trong súng ra, rồi thả sĩ quan Trần đi trước, anh giả bộ bắn một phát súng để khiến cho cảnh sát bắn chống trả lại. Cuối cùng, Dạ Xoa ngã xuống dưới làn mưa đạn. Một cái kết buồn cho một người chỉ muốn thực thi công lý, đem lại công bằng cho xã hội. Nhưng luật pháp lại không thể tha thứ. Phim đến đây là hết rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.